Chào quý vị khán giả, xin chào Thiên Phú. Trước hết thì cho phép tôi được bày tỏ tình cảm với em là trong lúc em hát, tôi nín thở. Tôi uống từng lời, từng chữ của em và tôi đã sống trong bài hát của em cùng với em ngay từ những giai điệu đầu tiên cho đến cái nốt cuối cùng. Và sau khi em hát xong thì tôi thở nhẹ ra. Chúc mừng phần biểu diễn vừa rồi của em. Điều thứ hai, tôi phải khâm phục vì em rất là can đảm khi chọn bài hát này. Bởi vì đây là một ca khúc kinh điển của nền tân nhạc Việt Nam và đã được rất nhiều những giọng hát gạo cội thể hiện cực kỳ thành công. Trong đó có một thành viên ban giám khảo là ca sĩ Ánh Tuyết đã hát bài này rất thành công. Và tuy nhiên thì tôi cũng xin được bày tỏ niềm yêu thích của mình đối với em, rằng là em là một thí sinh ngay từ những vòng thi tháng đã hát rất là đam mê, nhiệt huyết. Và chính điều đó đã tạo nên cái thú vị từ em, đó là một cái sự hồn nhiên đầy lửa trong những bài hát của em. Và khi em chọn ca khúc này, tôi cũng nghĩ rằng ngoài sự can đảm còn là một sự hồn nhiên. Em đã chọn và biết rằng mình sẽ gặp thử thách và em đã hát theo cách của em. Chính điều đó tôi nghĩ rằng là có thể ca khúc này là một bài hát rất tầm vóc và em chưa chạm được cái tầm vóc của nó, nhưng mà em đã tạo được cái nét riêng của mình và đó cũng là một cái điều khá thành công. Tuy nhiên trong cái phần biểu diễn của em thì qua cái bàn luận trong hội đồng giám khảo thì cũng có một số những ý kiến. Chẳng hạn như em vẫn còn hát chưa chuẩn trong một số chỗ của bài hát, và cái lực hát và cái sự mạnh mẽ, kịch tính của bài hát, và nó có rất nhiều sắc thái trong bài hát này chuyển đổi liên tục. Cho nên điều đó nó là một cái trở ngại đối với em. Bởi lẽ chính em chỉ hát bằng sự hồn nhiên thôi, còn những điều khác thì mình cần phải có thời gian. Tuy nhiên tôi cũng rất mong muốn rằng đêm nay em sẽ may mắn để nếu em có thể vào vòng trong, em sẽ chọn một ca khúc phù hợp hơn với mình để em tỏa sáng hơn. Một lần nữa chúc mừng em.